nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2020, ngày 18 tháng 6 tại bản Cày xã Chí Nàng, chương trình vùng Lang Chánh đã tổ chức truyền thông mô hình làm cha mẹ tích cực cho 30 gia đình tham gia. Buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ, giúp họ làm tốt hơn vai trò của mình, qua đó bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại, bóc lột và tai nạn thương tích. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ có vai trò quan trọng nhất trong việc nuôi dạy và bảo vệ trẻ, có trách nhiệm đảm bảo trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương. Tại buổi truyền thông, 30 bậc cha mẹ đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng để giáo dục và kỷ luật trẻ theo cách tích cực và hiệu quả. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ có hiểu biết về sự tức giận và cách thức đề phòng, kiềm chế tức giận, hiểu về sự căng thẳng. Cùng với đó, các học viên tham gia lớp tập huấn cũng được đưa ra nhiều ý tưởng, giải pháp cho vấn đề tại lớp, được đặt mình vào đúng vị trí của trẻ để hiểu cảm xúc của trẻ, tổ chức thảo luận nhóm, bài tập tình huống đưa ra các ví dụ cụ thể dựa vào trải nghiệm của bản thân và phân tích minh họa cho bài học. Buổi truyền thông mô hình làm cha mẹ tích cực đã mang đến một số kiến thức và phương pháp mới để hướng dẫn những kỹ năng cho cha mẹ khi nuôi dạy con trẻ, để cha mẹ giáo dục trẻ một cách hiệu quả, gắn kết mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái và không làm tổn hại đến trẻ. Được biết, từ năm 2018, chương trình Phát triển vùng Lang Chánh đã triển khai tập huấn cho 30 giảng viên nguồn về phương pháp làm cha mẹ tích cực và lập kế hoạch để triển khai thí điểm mô hình tại 8 thôn của 6 xã trong cộng đồng. Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2019, 240 cha mẹ trên một người chăm sóc trẻ đến từ 8 thôn bản của 6 xã mục tiêu đã được truyền thông các kiến thức về mô hình làm cha mẹ tích cực. Trong năm 2020, chương trình vùng Lang Chánh cùng với các giảng viên nguồn tại 6 xã tiếp tục truyền thông cho 240 cha mẹ trên một người chăm sóc trẻ tại 8 thôn bản của 6 xã mục tiêu về phương pháp làm cha mẹ tích cực, bao gồm các học viên là cha mẹ trên một người chăm sóc trẻ đến từ các thôn bản như thôn Châu xã Giao An, thôn Cải xã Chí Năng, thôn Tân Sơn và Trạc Dạnh xã Tân Phúc, thôn Oi thị trấn Lang Chánh, thôn Pọng, thôn Tiến xã Lâm Phú và thôn Trường Khạt xã Đồng Lương. Sau khi hoàn thành 12 trên 12 bài truyền thông theo sổ tay hướng dẫn làm cha mẹ tích cực, 240 cha mẹ sẽ hạn chế tối đa việc dạy con cái bằng hình thức bạo lực, xâm hại đến thân thể, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ em, góp phần vào mục tiêu an sinh trẻ em của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và huyện Lang Chánh.